vừa chơi đã có tài khoản vương giả chấp 455. Đây chính là Diệp Hạo ở trong truyền thuyết sao? Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Giết hắn đi, sai đoạn đi, Viêm Ma. Biến mất rồi. Đã hoán đổi tài khoản Xích Viêm Đế. Kiểm soát Viêm Ma, chết đi. Vạn Hào, dẫn mọi người rời khỏi đây. Giao cho cậu nhé, tôi lập tức dẫn đại tiểu thư đi chữa trị. Uy lực của vụ nổ mới nãy chắc đủ để giết tụi bây rồi, nhưng mà... Black Level 280, Black Level 280, Black Level 280, phân thân, thậm chí ngay cả thông tin thân phận cũng giống y hệt nhau, tụi bây là quái vật gì thế hả? Khu vực phía đông vẫn luôn thích làm ra những cuộc nghiên cứu ghê tởm này sao? Ta chính là đại quân, một người chính là quân đội, cái chết. Bọn ta vẫn luôn tìm nơi để chôn cất đấy, ngươi có thể ban tặng cái chết thực sự cho bọn ta không? Tao mới vừa giết một gia tộc tự xưng là bất tử, tụi bây cũng biết chọn giờ thật đấy. Vậy thì tao sẽ siêu độ theo ý muốn của tụi bây, tinh phệ. Nỗi đau này, chân thật biết bao, đã bao lâu rồi chưa được trải nghiệm này đây. Ngươi quả nhiên chính là người mà bọn ta muốn tìm. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc, yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi, biến mất. Khí tức hoàn toàn biến mất rồi, Black này rốt cuộc là người ra sao thế? Khu vực an toàn thứ hai. Tổ A và tổ B thay vì bắn, không được ngừng lại, tuyệt đối đừng để kẻ địch tiến lại gần. Ha ha ha, đã là thời đại nào rồi mà còn dùng tay không phòng thủ chứ, đúng là không khác gì so với người nguyên thủy mà. Cận chiến thì giao cho quân đội của Black làm, bộ đội tấn công thành thì đi đánh hạ lão già đó cho tao. Là quân đội của Black ở khu vực phía đông sao, không ngờ ngay cả con át chủ bài này cũng lấy ra xài. Những tên này bị làm sao thế nhỉ, chẳng có một chút cảm giác nào cả. Em cảm nhận được oán giận rất mạnh từ trên người của bọn chúng. Hơn nữa, mỗi một tên đều rất mạnh. Nhưng Diệp Hạo đã phó thác sự an toàn của nơi này cho chúng ta rồi, tôi tuyệt đối không thể thua được. Hơ, nhất định là Diệp Hạo đã làm cái gì đó rồi. Không đánh nữa, sao đột ngột vậy? Hề, chuyện quái quỷ gì vậy? Sao quân đội của Black lại đột nhiên rút lui thế, mau chóng liên lạc với Victor, đâu có giống như những gì đã hứa đâu. Biến mất đi, toàn khu vực bùng cháy. Diệp Hạo, anh đến đây nhanh như vậy, khu vực số 1 đã không sao rồi nhỉ? Ngân Huyên, Mặc Khả Nhi, e là sắp không ổn rồi. Hả? Mặc Khả Nhi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bất luận là thuốc cấp đại sư hay là ma pháp hồi phục cao cấp nhất cũng không tài nào đánh thức cô ấy dậy được. Đại tiểu thư, quý cô Mặc Khả Nhi đã qua đời rồi. Sao lại như vậy chứ? Khả Nhi của ta, không. Cha ơi, đại tiểu thư, sao lại như vậy chứ? Đều tại tôi, chỉ biết nóng vội đi tìm Mộ Duy, nhưng lại đánh giá thấp mức độ bệnh hoạn điên rồ của khu vực phía đông, không ngờ bọn chúng lại dám ra tay giết người đó. Không, không thể trách cậu được, là vì chúng tôi quá ỷ lại vào cậu rồi. Tôi không nên đi khiêu khích Victor vào lúc này, tôi nên suy nghĩ lý trí hơn mới đúng, là tôi đã hại chết em gái. Thiếu gia, phấn chấn tinh thần lên đi. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc từ bỏ hy vọng đâu, vẫn còn cách cứu Mặc Khả Nhi về mà. Cậu nói gì vậy? Khả Nhi rõ ràng đã chết rồi. Đây là giấy chế tạo thuốc cấp thần phục hồi. Chỉ cần tìm được hai loại nguyên vật liệu còn lại thì có thể chế tạo nó ra, chúng ta vẫn còn hy vọng. Khả Nhi, tôi nhất định sẽ cứu cô, đợi tôi nhé. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.